Không nên chấp trước các pháp do duyên sanh, không nên chấp trước vô minh cho đến lão tử, không nên chấp trước bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, không nên chấp trước pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không nên chấp trước chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không nên chấp trước thành đế khổ tập diệt đạo, không nên chấp trước bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không nên chấp trước bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không nên chấp trước tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, không nên chấp trước pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không nên chấp trước tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không nên chấp trước cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không nên chấp trước tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa, không nên chấp trước năm loại mắt, sáu phép thần thông, không nên chấp trước 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không nên chấp trước 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không nên chấp trước pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả, không nên chấp trước trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không nên chấp trước quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không nên chấp trước tất cả hạnh đại bồ tát, không nên chấp trước quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp đều không. Vì tánh không nên không chấp trước, tánh không trong cái không của tánh không còn không thể đắc, huống chi có tánh không mà chấp trước cái không. Này thiện hiện, khi các đại bồ tát quan sát tất cả pháp như vậy, đối với tánh của các pháp tuy không chấp trước, nhưng với các pháp phải học hỏi không nhàm chán. Đại bồ tát ấy trụ trong sự học này mà quán tâm hành sai khác của các hữu tình, nghĩa là quan sát tâm hành của các hữu tình ở đâu. Sau khi quan sát rồi, biết rõ như thật tâm của họ chỉ do hư vọng mà chấp. Bây giờ, Bồ Tát suy nghĩ, tâm kia chỉ do hư vọng mà chấp lấy, này ta hãy làm cho họ giải thoát chắc chắn không khó. Suy nghĩ như vậy rồi, Đại Bồ Tát an trụ vào bát nhã ba la mật đa, dùng phương tiện thiện xảo khuyên dân, dạy bảo, nói với các hữu tình. Bây giờ các ngươi hãy tránh xa những kiến chấp do hư vọng để đi vào chánh pháp, tu tập các hạnh lành. Lại nói, bây giờ các ngươi nên thực hành bố thí để được đầy đủ tư lương không còn thiếu kém, chớ nên ỷ vào đó mà sanh lòng kiêu mạn buông lung. Vì sao? Vì trong ấy hoàn toàn không có gì lâu bền chắc thật. Bây giờ các ngươi nên tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, sẽ được đầy đủ những loại công đức, nhưng đừng ỷ vào đó mà sanh lòng kiêu mạn buông lung. Vì sao? Vì trong ấy hoàn toàn không có lâu bền chắc thật. Bây giờ các ngươi nên hành pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên hành thành đế khổ tập diệt đạo, nên hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nên hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, nên hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nên hành tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, nên hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, nên hành tất cả pháp môn đà la ni, môn tam ma địa, nên hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, nên hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, nên hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên hành quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, nên hành tất cả hạnh đại bồ tát, nên hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, nên hành vô lượng các Phật pháp khác, nhưng đừng ỷ vào đó mà sanh tâm ngã mạn buông lung. Vì sao? Vì trong ấy đều không có gì lâu bền chắc thật. Này thiện hiện, đại bồ tát ấy an trụ vào bát nhã ba la mật đa, khi dùng phương tiện thiện xảo khuyên dân dạy bảo cho các hữu tình hành đạo bồ tát nhưng không chấp trước. Vì sao? Không nên chấp trước vào tánh của tất cả pháp, hoặc năng chấp trước, hoặc sở chấp trước thời gian, chấp trước nơi chốn, hoàn toàn không có tự tánh, vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát tu hành đạo của Bồ Tát như vậy thì đối với tất cả pháp đều không có chỗ trụ, lấy không có chỗ trụ mà làm phương tiện, tuy hành bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, nhưng trong đó không có chỗ trụ, tuy hành pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nhưng trong đó không có chỗ trụ, tuy hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ, tuy hành thành đế khổ tập diệt đạo, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ, tuy hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ, tuy hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ, tuy hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ,
nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành pháp môn giải thoát không vô tưởng vô nguyện, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành tất cả hạnh đại bồ tát, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Tuy hành vô lượng các Phật pháp khác, nhưng trong đó đều không có chỗ trụ. Vì sao? Vì tự tánh của hành giả và hành tướng, tất cả đều không, ở trong đó hoàn toàn không có chỗ trụ. Này thiện hiện, nên biết các đại Bồ Tát, mặc dù có thể chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, nhưng trong đó không muốn trụ vào chỗ chứng.